tụ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết tình yêu sau cùng tên gốc letters from peking tức những bức thư từ bắc kinh của nữ văn sĩ fern buck người đọc thái hoàng phi tập ba tập cuối Chương 12 Hôm nay người đưa thư trao cho tôi một phong thư Lại có dán tem nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa Gã chìa phong thư với vẻ hạnh diện như chính gã đi lấy được thư này Ở bên kia bờ đại dương Là thư của ông nha Cảm ơn Thoáng nhìn biết ngay không phải là của Diên Tôn Nhưng của tôi Không thể gọi nàng là nàng hầu được Vậy mà đúng nàng là thế đó ở đó đối với sớm gì chắc nàng là người vợ tàu còn tôi là người vợ mỹ một vấn đề làm tôi dai dứt nếu nàng viết được thì tại sao chàng lại không viết chàng e ngại xúc phạm đến tình yêu của chúng tôi chăng tôi mở phong thư chị yêu quý thư của chị đã tới em xin cảm ơn chị đã trả lời nay bổn phận của em là báo tin về chàng để chị biết em gửi thư này qua đường lối bí mật và nếu chẳng may nó rơi vào tay người xấu bụng tất nhiên chị sẽ chẳng bao giờ nhận được nay em xin báo tin chị biết chàng vẫn khỏe mạnh nhưng buồn rầu chàng ít nói với em hàng ngày chàng ra bàn giấy và buổi chiều lại về nhà nhà cửa vẫn như khi chị ra đi riêng chỉ có em không biết cách nào giữ cho được sạch sẽ như xưa đôi khi chàng than phiền em nói với chàng Em không sao săn sóc chàng được như chị. Em làm những món ăn chàng ưa thích, chàng không nhắc nhở tên chị nhưng vẫn giữ hình ảnh chị trong tâm trí để vui riêng với cõi lòng. Ban đêm khi dần trăng sáng tỏ, chàng ra sân ngắm, có phải cũng dần trăng này ở xứ sở chị không? Chính dần trăng này chàng gửi gắm ý nghĩ thầm kín của chàng cho chị. Sức khỏe chàng dồi dào nhưng chàng ít ngủ chàng và em không có đứa con nào chàng nói chàng không muốn em hỏi chàng thế còn em thì sao chàng trả lời tốt hơn là em không nên có con với chàng vì nó sẽ lại lai máu huyết nhưng em vẫn muốn có một đứa con em ra đền lễ bái và cầu xin nữ thần phong phù cho em đi lễ giấu giếm vì họ bảo không nên tin thần thánh chị hãy giữ gìn sức khỏe nếu có chị ở đây Nhà đâu vắng vẻ thế này phải không chị Và dạ, chị ơi Chúng ta vẫn là bạn của nhau Em nhỏ của chị Bức thư an ủi tôi nhiều Nó giản dị mà đậm đà Tôi lấy làm lạ Sao mình không ghen tuông Buổi tối khi mặt trăng nhô lên chớp núi Tôi tưởng tượng ra một vài giờ trước đây Chính chàng cũng ra ngắm dần trăng này Xin cảm ơn người em gái của tôi Tôi ẩn náu trong cuộc sống nội tâm kỳ dị của mình Không một ai trong thung lũng hiểu rõ cuộc sống đó Dù tôi có thổ lộ chăng nữa Từ nay tôi ước ao rời xa thế giới trước kia tôi sinh sống với Diên Tôn Và định cư hẳn nơi này Mà tình huống buộc phải sống Nhưng tôi cố xua đuổi kỷ niệm xưa không Tôi hiểu rằng Diên Tôn muốn cắt đứt hai lần tất cả dây liên lạc giữa chúng tôi Không phải chỉ riêng việc chàng ngừng viết thư cho tôi đâu chàng không muốn nghĩ cả đến tôi nữa trước kia khi còn hy vọng gặp gỡ nhau tôi cảm thấy có sự đồng tâm hiệp ý giữa chúng tôi vào thời kỳ đợi chàng ở trùng khánh thì chàng len lỏi vào con đường xuyên qua xứ sở rộng lớn đi bộ cùng các giáo sư và sinh viên để đi tới phương tây tôi thấy chàng đến với tôi với tất cả tâm linh chàng nhưng nay mặc dù thể xác tôi chờ đón chàng tôi lại chẳng thấy chàng đâu Chàng thoát lánh ra khỏi vòng cương tỏa của tôi Chẳng qua cũng vì tiêu tan hết niềm hy vọng gặp gỡ tôi rồi Tôi không tin rằng chàng không yêu tôi nữa Nhưng chúng tôi đã đi tới chung cục cuộc sống giữa hai người Nhưng nào tôi có thoát ly được chỉ vãng đâu Khi bạch cầu hôm tai tôi nghe thấy lời nói của chàng Thì lời nói đó không có một âm hẳn nào trong lòng tôi Giờ này nó còn gian động trong tâm hồn tôi còn nghe rõ nhưng lại không có nghĩa chỉ khi vào buồn ông cụ những lời nói đó mới thấm thía trong lòng tôi sự bồng bột của tuổi trẻ trong thời kỳ ở bắc kinh nay đã nhường chỗ cho một nỗi sầu xứ êm đềm tựa như mối cảm tình khởi lên trước cảnh điêu tàn lặng lẽ của lâu đài hoang phế tôi thường tới lui phòng ông cụ với ý nghĩa trông ngắm thân hình tiên cốt của ông cụ mặc chiếc áo dài gấm xanh ngồi trong chiếc ghế bành gần cửa sổ một vài thứ tôi mang ở Trung Hoa về Hai bức ấn họa Một chiếc bình ngọc Những đĩa sứ giang tây Một tấm thảm màu xanh biếc như da trời miền Bắc Cũng như tự ý từ phía trong nhà Di chuyển tới phòng ông cụ Để gặp gỡ nhau Ông thấy có dễ chịu không? Ông trả lời giọng trầm tĩnh Khả lắm Ông cụ ngồi ở kia Ông thân sinh viên tôn Một ông già đẹp lão Cao và thẳng mảnh khảnh như nhà tu hành có bộ sâu và tóc trắng bạc như tuyết đỉnh non ông không nghĩ ngợi gì ông hiện thân ở đấy một cách giản dị và đời sống đơn giản trong sạch và ngây thơ kia buộc tôi nhớ lại thời kỳ ở bắc kinh ôi thành phố lý tưởng tất cả đời sống như hẹn hò gặp nhau tại đây những mái nhà vàng xanh của những cung điện che giấu một dòng trường sử của các vị vua chúa và nữ hoàng ngay cả hành khất cũng trang nghiêm họ ở trong các xó xỉnh ra tay chìa xin ăn mặt vẫn ngẩn cao tôi thấy lại các phố xá ban đêm đông nghẹt người trong ngày hội và yên tĩnh còn các ngày khác đèn thấp các ngọn nến lung lay trước gió mọi gia đình tụ họp quanh bữa ăn chiều đàn ông trò chuyện quanh cái giếng nước tôi thấy thành phố hiện ra dưới ánh mặt trời chói lòa ló ở giữa các làng bụi vàng của trận bão xuân Tôi trong kinh thành giống như một vườn Rộng mênh mông trong mùa hạ Với mái nhà lợp xứ xanh Cùng đồ trang hoàng vàng son đỏ ối Giữa những tàn bách thương đen kịch Tôi mường tượng như thế kinh thành trắng xóa Phủ chiếc áo tuyết Che kín các mái nhà và đường phố Khách bộ hành mạo hiểm thận trọng bước đi Như đàn mèo Như vẻ vui tươi Má hồng đỏ vì giá lạnh Chiếc mũ lông phủ xuống tai Tiết đông là mùa của tình yêu Của các đêm sum họp quanh ngọn lửa Trong những ngôi nhà tuyết bao phủ Ở Bắc Kinh tuyết rơi nhiều lắm Và những tảng tuyết đông đặc chẹn cửa ngõ Chắc như then cài Người Trung Hoa ưa chim ngưỡng tuyết Những quả sĩ thích ngắm hoa bích đào Hiện trên nền tuyết trắng phao của mùa xuân Nhưng họ không thích đi ra ngoài tuyết Vì chân họ dậm dày vải và nhung Những đêm tuyết rơi Viên Tôn và tôi không tiếp bất cứ một ai người gác cổng già thận trọng ở ngôi nhà nhỏ sát liền cổng và như vậy chúng tôi yên tâm với cảnh yên tĩnh chúng tôi cho đầy than vào lò và các ngọn nến tắt hết chúng tôi ở bên nhau qua những buổi tối với ánh lửa đó là giờ đón mời tình yêu ở ngưỡng cửa một đêm dài hạnh phúc bất tận còn ngọn núi ở vermont thì không một người qua lại mới yên lặng biết bao lại mùa thu tới lá vàng đỏ ối màu sắc chan hòa trên cây cối như nhựa sống tràn trề lúc xuân về núi non dần dần mất hết cảnh quy hoàng dơ lên nền trời xanh những chớp tròn ở trang trại công việc lớn đều đã xong chỉ còn săn sóc đàn bò và thu nhặt trứng ngày hôm qua ông mạch mới đặt thêm những liếp cửa sổ và những khuôn giải ngoài các cửa lớn rồi ngày hôm nay trời lại trở lại nóng ấm cùng với những ác biến như ở trung hoa nhưng tôi đâu bắt chước được người Trung Hoa Giờ quả đấm đe dọa đấng tối cao Người dân Trung Hoa giữ mối liên lạc với thần thánh của họ Mà cũng không trừ bỏ ra lời phê phán Họ chờ đợi ở đấng thần linh Để có mưa thuận gió hòa Sau ngày sương mù dày đặc Tiết trời cần phải nóng ấm Để lúa mì mùa đông trổ lên E cơn giá lạnh quá Sẽ làm tàn lụi Có ngày một nông dân đã nói với thần linh của họ Điều thầm kín Xin đấng tối cao cho biết Tại sao người lại làm trời nóng bức Chứ không giá lạnh Có phải người uống rượu rồi quên đi lẽ phải Xin người hay suy nghĩ lại Nếu không xin báo với người Không có hương hoa lễ vật ở miếu nữa Hai ngày sau Một trận bão tuyết từ phương Bắc tới Viên Tôn và tôi không nhịn được cười Tôi nhủ thầm Không rõ người vợ Trung Hoa của chàng Có biết làm chàng vui đùa không Này là nhiều thư của người đàn bà này tôi phải đọc lại Qua lời lẽ của nàng Tôi cố hình dung ra chàng Nhưng chỉ nhận được bóng chàng thôi Buổi tối nay vừa mở cửa sổ Tuyết đã bay lả tả vào phòng Những bông tuyết đập vào mặt Và ngọn gió lạnh lùa vào áo Tôi vội vào giường Lấy mền ấm trùm kín Tôi phải quên mình lẻ loi một mình Và chỉ nghĩ đến hơi ấm chiếu trăng Mền là mần len của mấy con cừu hớt lâm Vào hồi tháng 7 mấy con cừu giữ cho tôi được ấm áp Bò cho sữa, bơ và phó mát Đất đai cung cấp cho tôi thức ăn và sắc tươi đẹp Còn về mấy tấm mền khi tôi gửi len ra hãng Đã nhờ họ nhuộm ra màu hồng thẫm. Tôi yêu mến hơi ấm và màu sắc của mấy tấm mền này Ở những vật nhỏ đó tôi rút tỉa ra được thú vui và niềm an ủi Vì vật mọn bao giờ cũng là kỷ niệm vĩnh cửu buổi nay phong cảnh thung lũng chìm đấm dưới tuyết và ngọn núi trông tưởng như cao cấp đôi tôi nhận được bức thư đầu của lenny mẹ yêu dấu tôi hôn dọc chữ này trước khi tiếp tục đọc con tôi viết thư như mới hôm qua rời nhà đi bì thư mang dấu một đại học đường ở minquest nó chối từ không vào harvard nơi cha nó học trước đây nó muốn tự quyết định như vậy cũng được lắm nó làm việc để trả học phí Môn vật lý được nó lưu ý nhiều Nó ở chung phòng với một người bạn tên là Bowen Bowen có một người em gái rất thông minh và khá đẹp Nhưng xin mẹ đừng có nghĩ gì khác Con chán ngán tất cả đàn bà rồi Mới 18 tuổi Con trai tôi đã chán ghét đàn bà Phải rồi, A à Lệ Chính nàng đã làm cho nó đau khổ nhiều Nhưng người đàn ông đàn bà nào Mà chẳng đau đớn về mối tình đầu Quả mai có một số ít người được ưu đãi như Duyên Tôn và tôi mà mối tình đầu nảy nở ra lại là mối tình duy nhất suốt đời. Trong thư Lenny nói sẽ về vào ngày lễ Giáng sinh. Ôi, còn tin nào vui bằng? Nếu chỉ có ông cụ và tôi đối diện nhau trong ngày lễ thì buồn biết bao. Nếu Lenny không báo tin về vào ngày Giáng sinh chắc tôi sẽ không làm gì cả. Nhưng nay phải làm bánh và giết một con gà Tây Tôi phải làm mức hạnh đào cho Lenny Và ngay bây giờ bắt đầu đàn áo cho nó Một chiếc áo len đỏ Và nữa Đã nhiều tháng Có ai săn sóc áo quần cho nó đâu Nó phải mang tất cả về đây Cả ngôi nhà như bừng sáng Và nhộn nhịp Tôi chạy vội báo tin cho ông cụ biết Ông cụ vẫn thản nhiên ngồi trong ghế bành Gần cửa sổ trong phòng Ông bảo tôi bằng tiếng Trung Hoa Ta lạnh ở đầu gối Tôi nói làm như vẻ trách ông ông để rơi mền xuống đất. Ông phải lưu tâm chứ, vì Lenny sắp về nhà vào lễ Giáng sinh rồi. Ông có nghe rõ không? Con nói, rồi ông nhắc lại nhé. Lenny là cháu nội của ta. Ông cụ nhìn tôi vẻ kiên nhẫn, rồi với một giọng rung rung, ông nhắc lại. Lenny là cháu nội của ta. Nói về vào ngày lễ Giáng sinh, Về nhà vào ngày lễ Giáng sinh. Tôi đặt một chiếc hôn lên trán ông và vội vã về phòng Lenny. Ông Mạch có thể giúp tôi sơn lại tường phòng con tôi. Màu vàng nhạt không phải là màu ủ rũ. Chỉ còn bốn ngày nữa đến Giáng sinh. Tối nay Lenny về. Cùng lúc này tôi nhận được hai lá thư viết trong ngôi nhà ở Bắc Kinh có một bức gửi từ Manila, một bức từ Bangkok. Người thiếu phụ Trung Hoa nhỏ bé kia thật đa mưu Thư của Duyên Tôn bị kiểm duyệt Nhưng với nàng Còn gì dễ dàng hơn là nhét thư vào tay áo Mang đến bè bạn Nhờ gửi đi từ buốt cục xa xôi cách biệt Tôi muốn biết nàng là người thế nào Tôi muốn xin tấm hình của nàng Muốn vậy mà lại e ngại Chính nàng sẽ gửi nếu có thể được Nàng hay nói Đáng mến và vui vẻ Lưu ý nhiều đến các hình ảnh và kỷ niệm Trong nhiều thư của nàng Nàng nói với tôi về Duyên Tôn không bao giờ nhắc nhở đến tên nàng nói về ngôi nhà và cuộc sống chung với chàng hôm nay chàng bị ngạt mũi trong giờ giảng dạy chàng lại nuốt phải cát em nấu gừng với mật ong cho chàng uống và chàng đã đỡ nhiều lắm điều đó đúng những trận bão cát trong mùa thu thường làm viên tôn ho có lúc chúng tôi đã trụ tính di chuyển đến một miền khác ở trung hoa xa những bãi sa mạc tây bắc nhưng lúc sắp đi thì Diên Tôn lại không sao rời bỏ được Bắc Kinh. Chàng nói, Người ta lưu luyến thành phố này như lưu luyến xứ sở. Nó có một không hai. Bất cứ ở đâu anh cũng thấy xa lạ. Tại sao chưa bao giờ tôi nghĩ tới nấu nước gừng pha mật ong cho chàng uống? Nàng săn sóc chàng kỹ lưỡng hơn tôi. Nhưng nàng có yêu chàng đầm thấm được như tôi không? Nàng tiếp tục kể lễ những bông cúc thật đẹp về mùa thu chúng nở đối diện bức tường phía bắc trong thửa sân lớn chính bông cúc vẫn nở nơi này tôi còn trồng cúc hồng cúc trắng đối diện bức tường ở thửa sân nhỏ phía buồng ngủ chúng tôi trông ra lúc này chàng làm việc nhiều lắm có nhiều lớp học mới và thêm nhiều sinh viên mới nữa chàng không ngủ được khi chàng ngủ lại hay lẩm bẩm những lời gì em không sao hiểu được có bao giờ chàng gọi đến tên tôi không Chàng xa cách tôi nhiều quá Nếu lúc này chúng tôi gặp nhau Có lẽ lại tệ hại hơn Ở giữa chúng tôi có biết bao ngày chàng vắng tôi Chàng làm sao nhắc nhở đến tôi được nữa Mà tôi chẳng còn biết hỏi hang chàng về điều gì Chương 13 Lenny sẽ về tối nay Buồn của nó đã sửa soạn xong tường sơn màu vàng nhạt bàn ghế đánh bóng giường trải đệm mới trên lò sưởi tôi đặt một chiếc bình cắm những quả đỏ và dưới miệng ống khói lò có sẵn nhiều khúc củi để nhóm lửa đêm qua tuyết lại rơi và con tôi muốn đi trượt tuyết nên tôi bôi mở vào đôi giày trượt và đặt ở hành lang gần bếp tôi sửa soạn các thứ xong sớm quá và thời gian lại kéo dài kim đồng hồ như không nhúc nhích tôi đã nghĩ đến việc trồng một cây thông vào chậu nhưng cuối cùng lại thôi trung thành với tục lệ từ thuở còn nhỏ năm nào cũng vậy tôi cùng cha ra bờ dốc có nhiều cây chặt một cành thông cắm vào lọ dịp lễ giáng sinh từ nay điều cần thiết là phải tôn trọng tập quán gia đình tập quán đó nói hiện tại với dĩ vãng hướng cả về tương lai nữa nếu bà mẹ diên tôn biết liên kết được gia đình với ngôi nhà của ông cụ và tạo một chỗ cho diên tôn thì đâu Duyên Tôn phải không lớn lên trong cảnh hiu quạnh. Nhưng cũng có lẽ vì ông cụ phản đối việc này, hoặc bà cảm thấy như mình bị vong bản vì đã kết hôn với một người ngoại quốc, đến nỗi bà phải bỏ ông đi làm cách mạng. Nhưng cuộc cách mạng lại là kết quả của nỗi thất vọng. Tôi cần bằng đủ mọi cách tránh cho Lenny rơi vào hố sâu thất vọng. Nó cần phải nhìn nhận nước Mỹ là tổ quốc của nó, nếu không nó trở thành người phẫn trí, bỏ nơi đây mà đi rồi không biết đi về đâu. Buổi tối chờ đợi mãi cũng đến, núi non che khuất cảnh mặt trời lặn, bầu trời nhờ một màu đỏ ngay trên các đỉnh núi phủ tuyết. Ông cụ cũng cảm thấy cảnh nhà nhộn nhịp, ông bảo tôi mặc cho ông chiếc áo tàu đẹp nhất bằng sa tanh đỏ thẫm, đính khuy vàng và ngồi trong ghế bành gần cửa sổ phòng. Tay ông đặt lên đầu chiếc can hình đầu rồng. Thường ngày ông vẫn dùng chiếc can mây, đầu tròn bóng nhưng tối nay ông nhớ còn chiếc can đầu rồng Với bộ râu dài Mớ tóc trắng Da mặt nhăn nheo Trông ông giống một bậc kỳ lão Trung Hoa Riêng chỉ cái mũi cong nhắc nhở giống Esco mà thôi Tôi trang hoàng cửa bằng một cành thông Và một bó ô rô Mà tôi buộc vào một chiếc búa đồng Và tôi ngồi ở đó để chờ Trong bóng tranh tối tranh sáng buổi hoàng hôn Tôi nhận thấy đèn pha xe hơi chiếu Chiếc xe ngừng lại Bỗng tôi cảm thấy như không còn sức lực gì nữa Và tôi phải dựa người vào khung cửa Cùng lúc ấy chiếc búa đập mạnh vào miếng đồng Tôi vừa xoay quả nắm Cửa bỗng mở ra Và trước mặt tôi hiện ra hai gã cao lớn Một là Lenny Và người kia là Sam Sam nói đầu tiên Chào bà Mạc Lê Tôi có ý đi cùng với Lenny đến đây Thăm ông bạn già Bà có thể đuổi tôi ra cổng Nếu không muốn có tôi trong lễ Giáng sinh này Cặp mắt xanh của chàng lóng lánh Sam giơ tài quàng cổ tôi và đặt một chiếc hôn kêu vào má tôi. Trong lúc đang ấp úng nói lời chúc tụng thì mắt vẫn không rời Lenny. Người cao và mảnh, tóc đen mướt, đứng mỉm cười chờ tôi. Bỗng Sam cảm thấy chàng đứng chiếm nhiều chỗ quá nên lùi lại. Lenny liền tiến lên, nắm lấy bàn tay tôi vào hai bàn tay nó và hôn vào má. Kính chào mẹ. Nó cúi mắt nhìn tôi và tôi ngẩng đầu lên nhìn con tôi. Tôi vội nói. Xin mời vào, xin mời vào Vào đây cho ấm Lenny, ngày mai trời đẹp, trượt tuyết được đấy Con trai tôi nhìn xung quanh nó Trên bàn tôi thắp tất cả các đèn và nến Tôi bày khăn bàn, khăn ăn đẹp nhất Và các đồ cũ bằng bạc của mẹ tôi Ở giữa bàn có một bình cấm ô rô Tôi hỏi Lenny Con có thấy có gì thay đổi ở nhà không? Nó yên lặng gật đầu trả lời Phải, nó thấy nhà cửa thay đổi Vì chính nó cũng thay đổi Và tôi đoán nó còn e sợ cả tôi Mẹ nó Và nghĩ như vậy tôi thấy lòng xót xa Chắc nó sợ rằng tôi không muốn nhìn nhận nó Là một thanh niên trưởng thành Từ ngày mẹ con xa cách Để khỏi phải coi mãi là đứa trẻ con Hình như nó muốn không phải là con tôi nữa Tôi thoáng nhận thấy Và thật là đau đớn Xin mời các người về phòng của mình Lenny, phòng của con đã xếp đặt xong cả còn ông Sam, xin dành ông ở nơi phòng khách. Tôi rất sung sướng thấy ông đến vào dịp giáng sinh. Quả thật tôi sung sướng. Phản ứng đầu tiên của tôi là giận hờn, sao lại có người xa lạ đi cùng con tôi, nhưng tôi biết rằng Lenny muốn như vậy để khỏi phải chạm trán riêng với mẹ nó. Tôi không nên đòi hỏi nhiều ở đứa con trai lớn trầm lặng ấy. Sam hỏi tôi giọng sốt sắng. Thế còn ông cụ có khá không? Tôi trả lời ước mong ông cụ vẫn còn nhớ Sam Chắc ông cụ rất sung sướng được gặp ông Chúng tôi lên gác Sam vào phòng ông cụ Còn Lenny về phòng nó Sam kêu lên Đây rồi, đây rồi Chàng nhảy sổ đến Thân hình cao lớn và nắm lấy tay ông già Còn ông cụ lại nhìn chàng vẻ giận dữ Sam nói lớn giọng âu yếm Thế ra ông ngự ở đây như một vị hoàng đế Trung Hoa ông có mạnh khỏe không chàng kéo ghế ngồi trước mặt ông già ông cụ trả lời thân trọng tôi dễ chịu ông nhìn tôi vẻ vang lơn rồi nói với sam giọng dịu dàng còn có phải là cháu ta không sam bật cười không phải không phải ông không còn nhớ tôi sao tôi là người đã dẫn ông về ngôi nhà nhỏ trong trại của tôi đó mà hai chúng ta là bạn thiết với nhau mà Cụ hất đầu tỏ vẻ xác nhận Ông gõ đầu can hai ba lần Xuống chiếc thảm Rồi rụt rè nói Sam À Ông bạn Sam Sam kêu lên vui vẻ Đúng rồi Ông bạn già tôi vẫn còn sung sức Tôi rất ước ao được gặp Lenny Riêng với con tôi Tôi ôm chặt nó vào cánh tay Một lúc lâu Chẳng cần đòi hỏi gì nữa Nhưng giữa lúc tôi sắp đi ra cửa phòng Sam chửi tôi lại Chàng nói Thưa bà Xin bà đừng giận nếu tôi được khuyên bà Cứ để Lenny yên một lúc Tự hắn sẽ phải đến tìm mẹ Ông nói có lý Tôi chỉ còn biết ngồi chờ Sau Lenny đến tìm chúng tôi Nó thay quần áo Quần nâu Áo len mỏng Một bộ mới tôi chưa biết Và đeo cà vạt đỏ Tóc chải diêm dúa Thật là một thanh niên Một thanh niên rất đẹp trai nó nói và quỳ xuống gần ông cụ Như một người cháu nội Trung Hoa hiếu để Trước khi cầm tay ông nói Thưa ông, ông có mạnh không? Ông cụ nhìn cháu vẻ suy nghĩ Còn có phải là Duyên Tôn, con trai ta không? Bấm là cháu nội của ông Hai người nhìn nhau tận mặt Và lần thứ nhất tôi thấy hai ông cháu đối diện nhau và giống nhau quá những đường nét của Lenny dài dặn đi giống người Escort hơn là người Trung Hoa. Ông cụ nhắc lại. Cháu nội của ông. Rồi bỗng ông cụ cúi xuống hôn vào trán Lenny, cảm động đến chảy nước mắt. Lenny cầm tay ông cụ áp vào má mình và nói. Con rất sung sướng ở đây, nội ơi. Bữa ăn tối của ngày Giáng sinh thật vui. Sam và Lenny bắt cổ tay nhau kết thành ghế Công kênh ông cụ xuống và đặt ngồi vào bàn. Nhà tôi như vẻ hội hè và muốn cho hợp cảnh, tôi mặc chiếc áo nhung màu thạch lựu mà từ buổi tối cuối cùng đi với Diên Tôn đến nay chưa mặc lần nào. Lúc đó ở Thượng Hải, Diên Tôn và tôi cùng khiêu vũ ở khách sạn tô Tôi đã mặc chiếc áo này, chiếc áo độc nhất tôi còn giữ lại trong những năm chiến tranh. Chúng tôi nhảy, má áp má, định trong vài giờ chung vui với người tụ họp trong khách sạn mà một số lớn sắp rời xứ sở này mãi mãi xứ sở họ yêu mến nhưng chẳng phải là tổ quốc của họ viên tôn biết chàng ở lại đây còn tôi sẽ đi phần tôi tôi cũng biết vậy khi tôi xuống nhà sam và lenny đứng dậy là lùng nhìn tôi bỗng như một người khách lạ đối với họ và như vậy tôi cảm thấy vui vì lenny không còn coi tôi như mẹ nó nên đỡ e sợ tôi để lenny ngồi chỗ danh dự đầu bàn ông cụ ngồi bên tay phải tôi để dễ dàng gấp thức ăn cho ông. Lenny bỗng trở nên rất vui và nói chuyện luôn. Trái lại Sam lại yên lặng rụt rè. Họ ăn ngon miệng và tôi trong họ vui vẻ, sung sướng, có khách dự tiệc. Hạnh diện với món thịt cụ quay xen thêm hạt đậu, khoai chiên vàng, đĩa xa lách. Tôi cũng không quên mức táo Lenny ưa thích, có thêm phó mắt trắng và cà phê rất nóng. Bữa ăn xong chúng tôi đặt ông cụ sang phòng khách trong một chiếc ghế bành gần lò sưởi. Tôi ngồi phía bên kia lò, trong khi Sam và Lenny đẩy chiếc ghế dài bọc lụa vàng. Chiếc kẹn ở cổng có ai đập vang lên. Lenny quay lại phía tôi hỏi. Mẹ mời ai à? Không, mẹ tự hỏi ai đến thăm chúng ta vào giờ này. Tôi ra mở cửa, gặp bác sĩ Bạch tay cầm bó hồng. Tôi cảm ơn chàng. Tôi nói, xin mời ông vào, chúng tôi đang ngồi sưởi ở lò. Tôi cắm hoa vào một chiếc bình sứ cổ Ông cụ đã ngủ thiếp Tôi hỏi bạch Có nên dẫn ông cụ lên phòng ngủ không? Ông có vẻ khoan khoái ở đây Ở trên gác Chưa chắc ông đã ngủ được ngon giấc như ở đây Ngồi giữa hai người Lenny không nói gì Thỉnh thoảng nhìn tôi vẻ lạ lùng Tôi bỗng cảm thấy vui Đã lâu lắm chưa bao giờ như thế Buổi tối càng rộn ràng Bạch xuống bếp pha cà phê vì chàng không uống thứ gì khác Lenny đi lấy rượu để Sam và nó uống Câu chuyện mỗi lúc mỗi vui Cái cảm tưởng từ nay thuộc hẳn về xứ sở này Không lúc nào rời trí óc tôi nữa Tôi thấy mình đỡ lẻ loi Dần dần có thể quên Bắc Kinh Và về lâu dài Có lẽ quên cả Diên Tôn nữa Đã lâu lắm tôi không cười đùa Mà tối nay là vui cười Mỗi người nói theo cách riêng Đều muốn tôi chú ý Sam bột chột Đặc tính người miền Tây lại dũng mãnh nữa bạch buồn rầu châm biếm và kín đáo còn lenny vừa chăm chú vào cảnh trí và trông coi củi lò sưởi sam tuyên bố cách <laughs> mệnh diễn biến không sao lường được và cũng không sao tránh được đúng vậy chúng ta đổi lốt như rắn tôi lấy làm lạ nghe chàng nói không kéo dài giọng như người miền tây nay tôi mới rõ tâm trạng của sam bác sĩ bạch hút thuốc lá hít một hơi dài nói trong lịch sử chưa có cuộc cách mệnh nào chứng minh được bằng kết quả nó trong cuộc xung đột bao giờ người ta cũng để lạc mục đích chính và chỉ ít kẻ thận trọng lại hay lợi dụng tình trạng vô trật tự bước lên thang danh vọng sam nhấn mạnh vài nơi vẫn không sao ngăn được cuộc cách mệnh cứ bùng nổ sự nhẫn nại cũng có giới hạn thôi hãy thí dụ nước trung hoa còn ai biết việc gì xảy ra ở đó nữa tất cả luồng gió của châu á như ùa thổi vào căn phòng kín và ấm áp tôi như bị đưa bay bổng qua các bờ biển cả nhưng sau với ý chí cương quyết tôi lại trở về chỗ cũ tôi nói xin đừng nói về nước trung hoa nữa xin đừng bao giờ đã động đến còn ai biết việc gì xảy ra ở đó đâu lenny ngẩng mặt lên và mắt chúng tôi gặp nhau tôi biết phải nói sự thật cho nó rõ sự vui vẻ của buổi tối này như vậy là bị đứt quãng Lúc ra về Bạch cầm tay tôi một lúc Tôi khẽ nói vẻ ngờ ngạch Xin cảm ơn về bó hồng tuyệt đẹp Chàng nói nhỏ Khi tôi trông thấy bông hồng đẹp Là tôi nghĩ ngay đến bà Chàng phải cố gắng lắm Mới nói với tôi lời này được Nhưng tôi không thể thử ngay cho chàng nụ cười Tim tôi đập sức mạnh Biết làm thế nào cho Lenny rõ câu chuyện này Mà không hờn giận cha nó Khi Lenny và Sam chia tay nhau Ở bậc thang Tôi bảo nó con ở lại phòng mẹ. Hai mẹ con ta chưa nói chuyện được với nhau. Con đốt lò đi rồi ta ngồi nói chuyện. Tôi ngồi vào chiếc ghế bành cũ bọc nhung đỏ của bà tôi ở Boston để lại. Lenny ngồi xuống một chiếc ghế bành khác đối diện tôi sau khi đốt lò xong. Tôi bảo nó: "Con thay đổi nhiều, mẹ trông thấy lạ đấy." Khu mặt của nó mất vẻ bầu bĩnh tuổi thơ. Nếu tôi trông thấy Lenny lần đầu tôi khó đoán ra nguồn gốc của nó. Tây Ban Nha, Ý hay Brazil. Con người thích môn gì ở đại học? Toán, toán và âm nhạc. Lenny vốn yêu nhạc. Có lẽ tính ưa thích này di truyền ở tôi. Lúc thiếu thời tôi ngồi hàng giờ đánh dương cầm trong phòng khách nhỏ. Nhưng từ khi ở Trung Hoa về đây, tôi không sao chơi nhạc lại được nữa. Lenny, đó là một sự hòa hợp rất tốt đẹp. Đức Khổng Tử cho đó là điều cần thiết cho một người đàn ông tân tiến văn minh. Nhạc và Toán cùng bắt buộc bằng một sự chính xác, cùng một cố gắng trừu tượng, con thích khoa học. Cha con sẽ vui lòng lắm, Lenny ạ. À. Lenny không trả lời, không bao giờ nó trả lời khi tôi nói về cha nó. Tôi nói giọng bỡn cợt nhẹ nhàng. Thế còn cô em gái của Bowen? Lenny không nhìn tôi Mắt nó đầm đầm nhìn ngọn lửa À Mẹ muốn biết gì về cô ta Nàng có đẹp không Không đẹp nhưng xinh Nâu hay vàng Tóc vàng Và tính tình thư thái lắm Nàng vừa ý con lắm sao Con không biết Hay là con không muốn biết Con không muốn đau khổ nữa chứ gì yên lặng giữa chúng tôi Lenny Mẹ muốn nói về cha con Nó đành ngẩng đầu lên Mẹ có nhận được lá thư nào không? Không phải mới đây Và không phải của cha con Nhưng mẹ có nhận được một lá thư Có vẻ hơi lạ lùng Mẹ cần phải nói đầu đuôi cho con rõ Tôi kể lại từ đầu Cuộc gặp gỡ Tình yêu của chúng tôi Đời sống ở Bắc Kinh tâm đầu ý hiệp ra sao? Ít có những cuộc kết hôn như vậy. Lenny có vẻ sắc sảo quá. Ý mẹ muốn thế nào? Mẹ muốn con biết, không phải cha con, không phải mẹ là người chịu trách nhiệm việc xảy ra, nếu không có tai biến lớn lao chia hai nhân loại thành hai phe thì chúng ta chắc còn ở ngôi nhà tại Bắc Kinh. Và như vậy Tại sao nay lại không ở đó Con biết điều này Vì mẹ là người Mỹ Và cha con chỉ có một nửa Hố sâu mở ra dưới chân chúng ta Đã chia ly hai ngã Cha con có thể rời đất Trung Qua đi mà Không Không thể được Tại sao Lenny nhấn mạnh Và giọng nó tỏ vẻ quán giận Mẹ phải đứng về phía cha con vì cha con không có ở đây để tự bào chữa lấy nếu con có ý đổ lỗi cho một người nào thì người đó phải là ông nội con chính ông đã kết hôn với một người đàn bà trung hoa lại không yêu bà đó là lỗi đầu tiên biết chồng không yêu mình bà đã hiến thân cho xứ sở coi như đó là bổn phận đời cha ăn mặn đời con khắc nước lê ni con đã thấy chưa Lenny khẽ hỏi tôi. Thế bà nội con có yêu ông nội không? Mẹ chắc chắn có. Bà yêu ông cụ nhưng ông con đã không đáp lại tình yêu này. Không gì dữ dội bằng mối tình bị khinh miệt. Nó nói thật tàn bạo. Thì cha con chẳng ruồng bỏ mẹ là gì? Tôi phản đối kịch liệt. Cha con không ruồng bỏ mẹ. Làm sao như thế được khi bố mẹ yêu nhau đến như vậy? tình yêu với bố còn có sự phi thường nữa giờ đây mẹ có thể cho con xem lá thư tôi đứng dậy mở khóa và chìa lá thư cho con tôi nó đọc hai lần chăm chú rồi gấp lại bỏ vào bì đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh nó xin cảm ơn mẹ mẹ đã ưng thuận đây mẹ sẽ cho con xem thư của người đàn bà ấy tôi đưa con tôi lá thư của mai lan nó thản nhiên đọc rồi vội vàng trả lại con không hiểu sao cha con lại cho người đàn bà ấy vào nhà chúng ta giọng nói của con tôi nghiêm khắc quá không chịu được chúng ta không rõ đến mức nào có thể cha con bị bó buộc trong trường hợp này con lại càng không hiểu tại sao cha con lại ở bắc kinh nếu thật tình cha con yêu chúng ta con không yêu cha con lắm nên không tha thứ cho người cũng có thể đúng nó bỗng đứng dậy đến gần cửa sổ và nhìn lơ đãng vào bóng đêm qua ánh đèn tôi thấy tuyết rơi ngọn lửa trong lò bỗng sáng xanh một thanh củi rơi lụi xuống đống tro lenny quay về phía tôi con cũng có điều muốn nói với mẹ câu chuyện của con với a lệ đã suýt làm con trở về bắc kinh con nghĩ rằng nếu người ta hắt hủi con vì bà nội của con là người trung hoa thì hơn hết là nên sống ở đất trung hoa nhưng nay không bao giờ con trở lại đấy nữa con sẽ ở lại đây với mẹ con quyết định tổ quốc con là ở đây ồ lê -ni, con đừng vội chống đối cha con như thế nó trả lời con không làm điều gì chống đối cha con con chỉ lựa chọn là ở với mẹ thôi nó cúi xuống hôn tôi và đi ra tôi biết con tôi nó không bao giờ quyết định việc gì hấp tấp nó cũng bị sâu xé giữa hai xứ sở giữa cha nó và tôi và này chính tôi và quê hương tôi nó đã lựa chọn ôi diên tồn anh hãy tha thứ cho em em nhiệt thành ao ước anh có những con trai khác có phải em có lỗi đã cướp mất con trai chúng ta không nay lê Nì đã tự làm chủ bản thân còn nó có quyền định đoạt như khi em theo anh đi bắc kinh và khi anh từ chối trở về đây với em chính ở thung lũng vơ này sao em cảm thấy là nơi ở cuối cùng của mình Tôi ngồi lâu mãi trước ngọn lửa gần tàn. Tôi thấy đỡ được một gánh nặng. Ở xứ sở của tôi, tôi không còn lẻ loi nữa. Con trai ở gần tôi. Một ngày kia tôi sẽ tìm lại được hạnh phúc. Năm tháng trôi qua, Lenny đã học xong đại học. Sam đến thăm tôi hai lần, chàng khuyên tôi nên ly dị. Ngày hôm nay từ New York, chàng đi máy bay đến. Chàng nói chỉ cần đến một tiếng đồng hồ thôi, vì không hiểu có việc gì chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi có đánh điện Bảo Lenny về ngay Trong khi Sam kết thúc đẩy tôi Tức giận và vội vàng eli Cần phải ly dị Chàng Bắc Kinh kia Còn không thể là chồng bà được nữa rồi Không bao giờ tôi xin ly dị diên tôn yêu tôi Trừ khi bà coi sự ruồng bỏ ấy là tình yêu Sam nói lớn tiếng và tôi cũng nói lớn diên tôn không bao giờ bỏ tôi Và tôi cũng không bỏ chàng chúng tôi xa cách nhau vì thời cuộc và lịch sử ông ta có thể trở về với bà được tại sao lại không về có lẽ nhưng chàng không cảm thấy như ở nhà mình muốn như vậy phải để cả tâm trí vào nữa ở đấy và ở đây chàng cũng buồn đến chết mà thôi bà vẫn yêu ông ta sam nhìn vẻ dữ tợn làm tôi lúng túng chàng kêu lên ra bà không hiểu tôi định tâm cầu hôn bà à ồ không ông sam không không chúng tôi nhìn nhau như hai kẻ thù gần nghẹn thở sam cúi xuống gần sát môi thì tôi gạt ra không bà khinh tôi sao không 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 phải thế ngay lúc này chúng tôi nghe thấy tiếng động có lẽ ông cụ ngã trên phòng ngay trên đầu chúng tôi thoạt đầu chiếc can rơi trên sàn gác rồi tiếng người ngã rất nhẹ nhàng vì ông cụ gá gầy đến nỗi chúng tôi không còn nghe rõ nữa nếu ông cụ không kêu lên một tiếng hãi hùng tôi chạy lên cầu thang sam chạy theo bén gót ông cụ nằm xoài trên sàn gác đầu ông đập vào viên đá ở lò sưởi ông cụ đã chết khi đưa đám về sam định ở lại với chúng tôi bạch và chàng đã lo liệu tất cả lenny vừa về đúng lúc làm lễ một thiếu nữ cao lớn đi cùng với con tôi một thiếu nữ có cử chỉ điềm đạm và có vẻ yêu kiều lenny nói với tôi con xin giới thiệu với mẹ đây là mary bowen thật kỳ tôi không biết đến cả tiểu tự của cô tôi muốn ôm lấy nàng tôi ngã về phía nàng và đặt môi vào má nàng cô có vẻ là một bà mary nàng mỉm cười trả lời tôi con cũng không phải là một nàng mát độc ác nữa À Lenny như vậy là may mắn lắm Vì đàn bà sinh ra Có phải ai cũng vừa là Mary Vừa là Mark được đâu Hai trẻ yêu nhau Thoáng qua tôi đã biết Tôi thật sung sướng Tôi cầm tay hai người Và đi sen ở giữa cùng lên phòng ông cụ yên nghỉ Ông mặc chiếc áo dài tàu màu xanh Nằm trên chiếc nệm trắng Chân đi giày nhung đen Dưới bàn tay ông đặt trên ngực Tôi để quyển sách cũ của ông Những cuộc biến thiên Mary nhìn ông cụ và nói nhỏ Trông ông thật đẹp Em chỉ muốn được nghe tiếng ông nói Nàng cầm tay Lenny Và áp vào má mình Từ lúc này tôi yêu nàng như con đẻ của tôi Buổi chiều một vài người láng giềng đến nhập bọn với chúng tôi Và dưới gốc thông ở sườn núi đằng sau nhà Chúng tôi chôn cất ông cụ Mạch đã đào quỵ từ sáng Chúng tôi lấy cành thông che đậy Trong lúc đó bà Mạch lo bữa ăn phụ jambon bông lù Vì jambon bông nướng lò không ra gì Theo ý kiến bà Thêm bánh, nước, trà và cà phê Không trung yên lặng Bầu trời mờ mịt Mục sư đọc nhiều đoạn trong tân ước Mà tôi đã chỉ cho ông Vì ông nội Lenny quả quyết rằng Đoạn này bắt nguồn từ đức độ người Á Đông Và có lẽ ở chính ngay với bản thân Đức Khổng Tử Ông cụ nói không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu đã đọc lời của Đức Khổng Tử và của Đức Phật Thích Ca. Nếu ta tin những lời dân gian đồn đại thì thỏa niên thiếu người đã từng viếng Nepal rồi. Phúc âm vang lên trong không trung thanh tịnh, nghe thật êm dịu nhân từ. Rồi chúng tôi về nhà, cả Lenny và tôi không khóc, vì cái chết sau một đời sống lâu dài không làm buồn rầu. Bà mạch bận rộn chiếc áo lụa đen của bà bị tấm vải trắng mang trước ngực che mất cả và chúng tôi đón mọi người vào phòng khách họ uống giải khát nói chuyện khẽ và sau đó dần dần rút lui cả bạch đến gần tôi chàng nhìn tôi và bảo cần phải nghỉ ngơi vì thấy tôi xanh xao chàng hỏi tôi bà có để tan không 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 chàng nói gấp rút xin đừng để tan một ai cả tôi không thể cắt nghĩa chàng rõ với ông cụ mất đi thì cũng mất cả cái biểu hiện dĩ dạng của tôi. Ông cụ như sợi dây liên lạc với nhiều năm sung sướng của tôi, với thành phố yêu mến, với ngôi nhà mà tôi tưởng lập được một gia đình thật hạnh phúc. Và sự săn sóc của Bạch an ủi tôi nhiều. mỉm cười với chàng và thấy như chàng muốn ôm hôn tôi. Ý muốn chàng hiện hiện trong cặp mắt màu xám. Tôi chưa sẵn sàng, chưa thể đáp ứng lại ngay được. Riêng chỉ nghĩ đến môi một người đàn ông chạm đến tôi thấy không chịu được rồi và như vậy ngày trôi qua trước khi đi sam đến ban thưởng cho tôi một cái nắm tay thật mạnh xin tin cho tôi biết ngay bất cứ bà thấy cần điều gì lúc nào tôi cũng sẵn sàng bỗng chàng cúi xuống và hôn vào môi tôi tôi lùi lại và suýt ngã chàng gầm gừ bà thấy nghịch ý sao tôi thành thực trả lời quả vậy tôi sẽ không xử sự như vậy nữa chàng đi, tôi hối hận đã làm mất lòng chàng, nhưng tôi không muốn người ta hôn mình một cách bất ngờ như thế. Thời niên thiếu của tôi đã qua, đối với một người đàn bà trưởng thành, một cái hôn là tất cả hay là chẳng nghĩa gì. Tôi qua một tối yên lặng ngoài hiên cùng với Mary và Lenny. Ngày mai hai người cũng đi, hai người như săn đón không muốn tôi phải cô đơn. Tôi cũng không biết nói sao cho họ biết điều đó không cần với tôi. Thật ra tôi có một vài điều lo ngại vẫn giờ Ở đây tôi không có ai là hàng xóm Và đêm đến Khu rừng biến đổi một cách dị thường Khi ánh tà dương xuyên qua các cây lớn Bao bọc quanh Chiếu hẳn đến bụi dân sĩ bên dưới Cả khu rừng sáng tỏ nhiều màu Nhưng đêm xuống mau lẹ Và rừng trở nên thù nghịch Với nhiều hình bóng đáng sợ Tôi vẫn giờ nghĩ đến khu rừng này Dài trên 45 số Trong có nhiều đầm lầy và bãi cát động đã có nhiều người đi săn bị mất tích một nhà nữ bác học đã lạc trong rừng phía gần nhà tôi tôi không thể hiểu mình có thể sống một mình ở đây được không Lenny nói thi xong hết mấy kỳ sau đó marie và con lấy nhau và về ở đây với mẹ đó là lần đầu tiên con tôi nói về cuộc hôn nhân trước mặt tôi nếu các con kết hôn mẹ sung sướng lắm chẳng còn gì mà sợ hãi nữa marie quả quyết chúng con sẽ lấy nhau, điều đó chắc chắn mẹ ạ. À. Leni thở dài. Nhưng bao giờ? Anh chờ đợi điều gì? Bỗng tôi nhớ đến A Lệ và nói thêm. Quả chăng chỉ còn gia đình Mary, vì lẽ gì muốn giờ ngày cưới lại thôi? Con chỉ còn người anh sinh đôi là Roger. Cha mẹ chúng con mất khi chúng con còn bé, bà chúng con nuôi và bà cũng mất rồi. Thật là điều đáng lưu ý xem tới mức độ nào mình có ác ý. Vì quyền lợi của con tôi, tôi sung sướng được biết ba người vô tội đã nằm dưới mồ. À, nếu vậy chúng con muốn làm lễ cưới ngày nào cũng được. Ở ngay ngôi nhà này mà trước kia mẹ đã lấy cha Lenny. Mẹ rất sung sướng về việc này. Lenny nói, xin cảm ơn mẹ. Con tôi đứng dậy và lại cầm tay Marie. Em có muốn cử hành hôn lễ vào ngày 18 tháng 6 đó là ngày kỷ niệm sinh nhật 19 tuổi của anh không? Nàng mỉm cười trả lời. Dân. Ánh trăng chiếu sáng mới tóc vàng của nàng và mặt Lenny. Tôi thấy hai trẻ là đôi đứa đẹp nhất trên đời. Và trong lòng tôi hối tiếc, không có duyên tôn ở đây để chứng kiến. Tôi không thể còn như xưa liên lạc với chàng bằng tư tưởng. Tôi tập trung ý chí để tưởng nhớ chàng ở xa, đang chiêm ngưỡng người thanh niên xinh đẹp, da mịn màng như ngà. Còn chúng tôi, và Mary, một thiếu nữ cao, tóc vàng, dịu hiền. Tôi không sao gợi nhớ được hình bóng chàng. Tâm trí tôi như vấp phải một chướng ngại vật vì không sao hiểu được ở đây. Ngày 18 tháng 6 tới sẽ sẵn sàng chờ các con. Một giờ sau tôi lên gác ngủ để hai con tôi ở ngoài hiên. Tôi tưởng như Duyên tôn gần biến mất trong đời mình. Chàng không còn nữa, riêng chỉ còn để lại cho tôi đứa con trai này. Tôi không có máu đồng cốt chút nào Bởi tôi là người rất thực tế Diên tôn cho tôi là người nội trợ giỏi giàu bậc nhất Suốt ngày tôi mê mãi công việc nhà cửa Dường tượng Và cũng lại hay đảng trí về lời ăn tiếng nói Về sự đùa cợt của người ta Tôi không phải là đàn bà trí thức thuần túy Bản tính không mơ mộng Và chưa bao giờ tôi có một ảo tưởng nào Vậy mà buổi tối nọ Vào lúc 2 giờ 15 sáng Tôi quả quyết là đã trông thấy Diên Tôn đã năm tuần nay tôi ở nhà một mình. Từ ngày Mary và Lenny rời tôi vào hôm sau đám tang ông cụ, bà con xóm diện ở thung lũng thường lại thăm hỏi tôi luôn. Điều đó cũng được an ủi. Mạch đến đây từ sớm đến xế chiều mới về, lấy cớ mang cơm trưa cho chồng. Bà Mạch nhảy lại nhà tôi để thăm tôi nhân thể. Bà nấn ná ở lại để kể lễ tính nết dữ dằn của chồng. Bà không muốn tin rằng đời con người ta và người đàn ông không thay đổi và chính người đàn bà phải phục tòng Nếu họ không muốn có sự tam dở Nay tôi biết hết những tật hư của Mạch Tôi biết Mạch ngủ ngáy giống như bò Và đáng lẽ để hàm răng giả vào một ly nước ban đêm Hắn cứ bướng bỉnh đặt lên chiếc bàn ngủ Và ở đấy nó nghe một nụ cười ghê rợn Bà Mạch không dám nhìn vào đấy nữa Mục sư cũng lại thăm tôi Cả bà môn huê giáo viên trường tiểu học nữa Bạch lại hai lần vào lúc điểm tâm trong khi chàng đi thăm bệnh ở ngoài để xem có điều gì sầu muộn không ngày hôm qua chàng còn hỏi tôi giữa lúc tôi đang bận nhổ cỏ ở các luống dâu mới cấy dưới hiên nhà bà có cảm thấy sung sướng không tôi trả lời tôi không sung sướng cũng không khổ sở tôi ở trong một trạng thái hoàn toàn bình tĩnh chàng ngẩng cặp lông mày đen lên và nói suốt đời như thế sao chắc không thế hãy cho là một trạng thái giao thời giữa dĩ vãng và tương lai bà có thấy quá cô đơn không làm sao tôi thấy lẻ loi một mình được khi sắp có hôn lễ trong nhà này tối qua mệt quá nằm xuống tôi ngủ ngay khi tôi tỉnh giấc như thường đêm nào cũng vậy vừa đúng hai giờ mười lăm sáng từ ngày chia ly mỗi lần tỉnh giấc tôi thắp đèn ngay và lấy sách đọc Tôi vừa mới đọc thì cảm thấy như có ai đến Tôi không sợ hãi chút nào Nhưng lạ lùng quá ngẩng mắt lên Tôi trông thấy viên Tôn đứng trong phòng Trước cánh cửa đóng Trông chàng buồn, gầy và già, già đi nhiều Chàng để râu và cắt tóc ngắn Chàng không mặc áo dài như giai cấp trung lưu Nhưng mặc bộ đồng phục màu xám Giống như đồng phục của sinh viên Áo ngắn cài khuy đến tận cổ Chàng nghiêm nghị mỉm cười Mắt lông lanh Tôi tưởng như chàng giơ tay ra phía tôi nhưng tôi không chắc Nên nhảy xuống giường và kêu lên Ôi Duyên Tôn diên Tôn Anh yêu của em vẻ mặt chàng bỗng trở nên thảm thương quá Và khi tôi nhảy ra ôm chàng Thì chàng biến mất Sàn gác lạnh làm giá bút chân tôi Và tôi quay vào giường run rẩy kinh hoàng Tôi đã trông thấy Duyên Tôn Tôi trông thấy chàng như hiện nay Tôi tin chắc như vậy Không phải một giấc mơ Cũng không phải một sự quyền hoặc vì tôi trông thấy chàng rõ như ngày chúng tôi chia tay nhau trên bến Thượng Hải Trước làn khói ở sông bốc lên ngăn cách chúng tôi mãi mãi Sau khi xa cách chàng viết cho tôi Em đi chẳng khác gì người ta cư cục chân tay anh Nay chàng để râu và cắt tóc ngắn Chàng mặc đồng phục mà chàng rất ghét Dù sinh viên của chàng có lấy thế làm hãnh diện đi nữa Chàng nói đồng phục của tù nhân Tôi chưa bao giờ thấy chàng ăn mặc như thế như vậy không phải là trong giấc mơ. Tôi không sao ngủ lại được. Tôi xuống nhà đi dẫn dơ khắp các phòng cho tới lúc rạng đồng ló rạng sau dãy núi. Tôi không hiểu ý nghĩa giấc mơ. Có phải là sống hay chết? Tại sao cuối cùng chàng nhìn tôi một cách đau thương như thế? Còn bao giờ tôi biết được về điều này nữa? Chương 14 Chương cuối giấc mơ đó không làm tôi sợ hãi chút nào nhưng tôi cảm thấy nó có nỗi buồn vô tận tôi không thể sợ hãi viên tôn được dù với hình thể nào chàng đến với tôi câu chuyện ma quỷ vẫn chỉ làm tôi mỉm cười sự xét đoán về tiềm thức của tôi luôn luôn làm cho tôi nhớ tới người thân yêu xa cách tuy cố giữ không thổ lộ là tôi trông thấy viên tôn bà mạch quả biết rằng trông thấy bà mẹ hiện lên bà mẹ sống ở ai lành và chết ở đấy bà giảng giải cho tôi nghe vẻ long trọng đó là một buổi sáng đẹp trời vào dịp phục sinh bữa trước tôi mới cãi nhau với mạch và không muốn đi nhà thờ nữa tôi mặc quần áo cũ để lau sàn bếp mạch gào lên tôi phải cùng đi với hắn và các con đến nhà thờ lúc này chúng tôi có sáu đứa nhưng tôi quyết từ chối và hắn đi một mình yên tĩnh trở lại tôi rửa mặt mặc chiếc áo ngủ sạch và đi nằm để lấy lại sức. Giữa lúc này mẹ tôi hiện về, bà mặc toàn đồ trắng như một bà tiên. Mớ tóc hoa râm kết thành giải theo thói quen của bà. Bà bảo tôi, con khốn nạn của mẹ, con chỉ là một người đàn bà thì đành phải an phận. Tôi trả lời và nhắm mắt cũ ngay như trẻ thơ. Đúng thế, mẹ yêu dấu của con. Khi tôi tỉnh giấc, mạch đã trở về và đang cho các con tôi ăn tôi trở dậy người khỏe mạnh như cũ đó là một câu chuyện dựng đứng nhưng bà mạch tin là đã trông thấy chiều nay tôi đến thư viện thành phố gần nhất đấy và tìm thấy cả nửa tá sách nói về mộng mị và ảo tưởng tôi lấy làm hổ thẹn đọc những sách này vì tôi không tin dị đoan nhưng lại tự nhủ nếu một thanh củi một phần nguyên liệu có thể biến thành nhiệt năng trước mắt tôi thành lửa thành tro và sức nóng thì tại sao một hình hài sống động Một trí óc sáng suốt Một tâm hồn giàu tình cảm và lòng vị tha Lại không thể hiện dưới mắt tôi với một hình thể khác Cứ như vậy tôi đi sâu vào cuộc phiêu lưu Đi tìm người tôi yêu Diên tôn chàng ơi Anh có còn sống thật không? Hôm nay cuộc phiêu lưu kết thúc một cách bi thảm và giản dị Một lá thư của Mai Lan Lần này gửi từ Calcutta báo tin cho biết Diên Tôn đã chết. Mai Lan vẫn ở Bắc Kinh để chờ sinh đứa con đầu lòng của nàng và Diên Tôn. Không rõ sao nàng đã giấu giếm gửi được lá thư sang Ấn Độ. Có lẽ gửi một phái đoàn Ấn, trong đó có một người bạn cũ của Diên Tôn. Lá thư nàng viết ngắn, vội vàng, lem luốc. Có lẽ dơ vì nước mắt. Nó vắng tắt như sau. Diên Tôn bị giết khi chàng định trốn khỏi Bắc Kinh. Mai Lan cũng không rõ chàng có ý tẩu thoát. Em tin là chàng thấy thiếu chị nhiều. Chàng định tới Ấn Độ. Cố nhiên là chàng vẫn bị rình mò. Họ có bao giờ tin chàng đâu. Có lẽ trong bọn tôi tới có đứa được thuê tiền để phản bội chăng. Dù sao chàng không thổ lộ gì với em. Em tưởng có lẽ chàng muốn tránh ưu phiền cho em. Mãi mãi em có thể nói rằng em không biết điều gì. Chiên tôn bị hạ ngay ở cửa nhà. Chàng không đi xa hơn được nữa. Lúc đó vào đầu giờ chiều mặt trời chói sáng chàng đến lớp học từ cổng hé mở người gác trông thấy ở góc phố một người mặc đồng phục gớm ghiếc kia khi viên tôn đến gần y thẳng tay bắn rồi biến mất người khác không dám kêu hắn ôm sát viên tôn đặt vào sân nhà rồi hắn khóa chặt cửa lại chúng em chôn giấu chàng ở thổ sân nhỏ trước phòng ngủ chàng thoạt đầu buổi chiều ở bắc kinh có thể là hai giờ khuya ở thung lũng chúng tôi Tôi có thể tin việc này được không? Chẳng bao giờ nữa, tôi chỉ biết rằng người yêu của tôi nay không còn nữa. Có bao giờ tôi còn trông thấy mặt chàng trên cõi đời này đâu. Không dấu hiệu nào để tôi có thể trả lời bức thư được, nên quỷ bỏ. Tôi viết cho Lenny báo tin cho nó biết cha nó chết rồi. Hình như cha con định trở về với chúng ta, ít nhất Mai Lan cũng tin như vậy. Cha con định sống không có chúng ta nhưng không được tình yêu sau cùng đã thắng lòng yêu nước và nhu cầu lịch sử. Đó là niềm an ủi cho chúng ta. Khi nhận tin cha con mất, chúng ta phải được biết tin đó. Lê con hãy tha thứ cho cha con. Mẹ gian con, con nghe lời mẹ. Đời sống của mẹ sẽ trôi chảy hơn, sung sướng hơn. Một khi mẹ biết con đã không còn giận hờn cha con nữa. E ngại không muốn cho Lenny biết tôi mơ thấy viên Tôn hiện về đúng lúc chàng chết Linh hồn chàng đã trở về với tôi trong kỷ niệm về chàng Mãi mãi không thể phai mờ trong tâm trí được Tôi quyết định không nói Dạ chăng đã chắc đâu Lenny tin tôi Mà cũng chẳng muốn đem lòng tin tưởng của mình ra thử thách làm gì Lenny trả lời cho tôi ngay Thưa mẹ Con đâu còn dám giận hờn cha con Con nồng nàn quên lỗi của cha con không chút dài dặt nào còn với tình yêu thương cha con nữa. Con xử sự, sự như vậy vì quyền lợi của con, nhưng con cũng sung sướng thấy mẹ bớt buồn phiền. Mary cũng đã rõ tin này. Tối nay trước ngày cử hành hôn lễ của Lenny, tôi thấy quyển sách này sẽ thiếu nếu tôi không nhắc đến một cuộc hôn nhân khác mà ngược dòng thời gian cũng trong ngày đó, còn có một thiếu nữ vô tư vui vẻ. Tôi trao tâm hồn tôi tràn ngập mối tình đầu cho một người thanh niên cao lớn, khiêm nhượng và cần mẫn mà tôi đã nhận ra ngay là người trung hậu đầm thấm yêu đương. Tôi phải thú thật rằng đó là vẻ đẹp cao cả nhất của Diên Tôn làm tôi say đắm ngay buổi đầu gặp gỡ chàng. Và tối nay, trong lúc Lenny hút thuốc lá ở ngoài sân, tôi bảo Mary đang giúp tôi thu dọn bát đĩa. Mary, mẹ mong Lenny đối với con sẽ là người chồng tốt và biết yêu vợ cha của Lenny đã yêu thương mẹ nhiều và mẹ ước rằng Lenny thừa kế tất cả đức tính cha nó. Thiếu nữ dáng cao và đẹp nhìn tôi mỉm cười yên lặng. Nàng nói, con tin chắc Lenny thừa hưởng được tất cả vẻ duyên dáng dễ thương của cha chàng. Có đôi khi mẹ phải gợi ý với Duyên Tôn một vài điều nhỏ mọn. Thưa mẹ, con xin ghi nhớ điều này. Đó là lần đầu tiên nàng gọi tôi như vậy. Tôi nhẹ ngào sung sướng Đến nỗi đứng chôn chân ở đó Một tay cầm chiếc đĩa Tay kia cầm chiếc khăn lau Mary bật cười Ôm tôi vào tay nàng Và hôn lên đầu tôi Nàng cao hơn hẳn tôi Ngày hôm lễ tới Trong sáng và êm dịu Từ sớm George Bowen đã tới trong chiếc xe bỏ mùi cũ kỹ màu xám bám đầy bụi. Chàng cao lớn, tóc vàng que và cũng thận trọng như em gái. Chàng nhảy qua cửa xe và đi vào nhà một cách hồn nhiên Thoạt trông thấy tôi đã có cảm tình ngay Chàng đập tay một cách thân mật vào người Lenny Yêu thương kéo tay em gái Và nói với tôi như đã mến tôi từ trước Con biết bác nhiều lắm Con chỉ ước ao đến hội chuyện bác Ngay khi mới biết Lenny Tôi đề nghị Roger, anh vào ăn sáng cùng với chúng tôi Chàng theo môn hạch lý học Khi Lenny nói về chàng Tôi hình dung một thanh niên xuất sắc cứng cỏi, ít lòng thương nữa. Đó là hình ảnh những nhà bác học thời buổi chúng tôi. Trái lại chàng dịu dàng, dễ thương. Đúng là một người bạn hoàn toàn của con tôi. Với một thiếu nữ và người anh như vậy, Lenny đã được chuẩn bị đầy đủ với cuộc đời. Tôi hỏi chàng, George, cho ăn trứng nhé. Dân, nếu được trứng ấp la thì càng tốt. Chàng gác chân lên nhau dưới gầm bàn ở bếp. Tôi cố làm sao khác được bà mẹ đa cảm và hình như chúng tôi như thế cả Nhưng tôi phải thú thật rằng Trông thấy George ăn một cách quá ngon lành Chàng trai này chiếm cả tình thương mến của tôi rồi Trong suốt ngày hôm đó Chàng luôn luôn giúp đỡ mọi người Chàng sửa máy bơm nước Khuân ghế vào nhà Quét nhà xe Và chinh phục luôn cả mạch Còn hơn nữa Chàng tỏ ra yêu thương Và rất hiểu biết Mary và Lenny Đôi chim bồ câu đó Chẳng muốn cư hành hôn lễ lớn lao sao Vì vậy khoảng 4 giờ chiều hai người đã ở khu rừng dạo chơi về để thay quần áo dự cuộc lễ. Bà Mạch và một vài bà láng giềng sửa soạn các đồ giải khát trong bếp. Bà thúc hiểu tay vào tôi. Bà lên thay quần áo đi. Tôi chỉ mất 15 phút thôi. Vậy bà hãy lên xem cô dâu có cần một hai chiếc kim gài không? Tôi còn nhớ, ngày đó phải cần một chiếc kim gài áo lót vì cô dâu thường thở mạnh quá. Tôi liền lên gác. Và sau khi đã mặc xong chiếc áo lụa màu ngọc thạch Tôi đến gõ cửa phòng Mary Nàng mời tôi vào Nàng đã sửa soạn xong Đứng trước cửa sổ Nàng đang ngắm dãy núi Nàng tuyệt đẹp trong chiếc áo xa mỏng màu trắng Thật giản dị với vài đường theo tay Chính nàng khâu cắt áo này Nàng đeo ở cổ sợi dây vàng Với chiếc ảnh nhỏ của Lenny Tôi bảo nàng Bó hoa của con ở dưới nhà Có phải đi lấy không Khách đã tới và mục sư đã ở trong phòng khách buổi sáng chúng tôi ngắt hoa ở đồng nội và có cả hoa gửi máy bay đến kết thành bó gài thêm những cành dương sĩ mềm mại nhưng tôi có giữ được ít bông hồng tuyệt mỹ của tôi dành cho bó hoa tặng mary ở trong thung lũng lạnh giá này trồng hồng giữa các ngọn gió thật không sao được vì vậy mà mùa thu đến tôi đem chậu hồng vào hầm rượu để mùa đông đến nó được khô ráo đâm chồi nảy lọc trong không khí mát mẻ Xuân đến tôi lại đem chậu hồng ra Năm nay tôi đã thúc đẩy được một vài gốc Nên buổi sáng hái được ít bông tặng Mary Sáu mỹ quan của tàu quá Hồng nhạt và vàng đậm Mới hé nở Tôi đã vội cắm trong một thùng nước đá Chỉ lo ngại chúng nở sớm quá Dân thưa mẹ nếu có thể được Tôi xuống gác Vì cũng mới nghe thấy Lenny ở trong phòng nó bước ra Khi tôi lên với bó hồng cầm tay con trai tôi đứng trước mặt Mary và nắm tay nàng. Tôi nhận thấy trong khóe mắt con tôi trông ngắm vị hôn thê trẻ trung của nó. Đúng là cặp mắt diên tôn. Cách đây xa xôi lắm đã cúi xuống nhìn tôi. Hôn lễ cử hành thật hoàn hảo trong sự đơn giản. Bạn bè trong thung lũng đều tụ họp trong văn phòng của chúng tôi. Họ chừng hai chục người vì chúng tôi không mời người nào trong nhóm đi nghỉ mát ở đây. Khi mọi người đến đông đủ Lenny và Mary cầm tay nhau tiến về phía mục sư mục sư đứng lên lấy quyển sách nhỏ ở túi ra và đọc vài câu liên kết hai trẻ đời đời nghi lễ xong bạn bè xung quanh cô dâu chú rể tôi ngồi riêng một mình âm thầm khóc cảm động thấy hai con tôi đẹp đôi xứng lứa quá bạch trông thấy tôi và mang lại cho tôi một ly rượu trái cây chàng nói bà hãy uống ly rượu này và chàng không rời tôi nữa bà mạch mang lên chiếc bánh cưới một tác phẩm ba tầng do tay bà làm. Mary cắt chiếc bánh dưới cặp mắt yêu mến của bầu bạn. Cô dâu chú rể liền trao nhau ly rượu hợp hồn, chứa đựng nửa chừng thứ rượu dâu dịu ngọt mà mùa hạ nào tôi cũng làm. Trong khi mọi người uống giải khát, hai người lẻn nhẹ nhàng đi thay y phục. Đôi uyên ương đi xuống mặc quần áo du lịch và qua khắp phòng từ giả mọi người. Chúng chờ tôi ở ngoài xe. Con trai tôi bồng tôi lên, hôn hít vào má tôi và Mary hoàng tay ôm lấy cả tôi và chồng nó. khách hứa từ biệt người này sau người nọ. Roger còn ở lại xếp đặt căn phòng và mang bát đĩa cho bà mạch ở dưới bếp. lúc đi chàng cúi xuống hôn tôi. xin tạm biệt bác. tạm biệt Roger thân yêu. thỉnh thoảng cháu lại chơi nhé. Dân, cố nhiên rồi. không chút khách sáo chàng trai nói với tôi. con cũng có thể gọi bác là mẹ được, có phải không? Vì nay bác đã là mẹ của Mary rồi Tôi trả lời sung sướng Tất nhiên rồi Chàng trai nói thêm Và nháy mắt nhìn tôi Chỉ phải tội Bác trẻ trung quá để làm mẹ ba đứa trẻ lớn gọc như chúng con Chàng tươi cười đi xuống các bậc thềm Và nhảy qua cửa vào trong xe Chàng biến khuất trong đám bụi và cát Bạch qua buổi tối với tôi Chàng biết cha của Lenny đã qua đời Chính Lenny báo tin cho chàng biết Tôi hỏi thì Lenny hơi phật ý trả lời Con nói cho bác Bạch biết rõ tin này ra sao Con nói như thế này Cha tôi chết ở Bắc Kinh Mẹ tôi tiếp tục sinh sống ở thung lũng này Nhưng Mary và tôi không thể ở đây được Vì không có phòng thí nghiệm nào gần đây Bác Bạch thừa nhận rằng Cố nhiên Chúng con phải sống ở nơi nào có công ăn việc làm Con nói không một chút ẩn ý nào thì phải Rằng công việc ông ở đây vì tình bè bạn Ông cần săn sóc mẹ tôi Ông ta trả lời con Tôi sẵn sàng kết tình bằng hữu Và đi xa hơn nữa Cũng được nếu bà chấp thuận Khi Lenny nhắc lại với tôi câu chuyện này Nó nói thêm và nhìn thẳng vào mắt tôi Thưa mẹ Con rất sung sướng nếu mẹ thuận lấy bắt bạch Tôi nói nhỏ Ồ oh, Lenny Không được Mẹ gian con Không Con đừng dội nói điều này con không dám cầu xin gì mẹ ạ à. Con chỉ nói mẹ thuận lời yêu cầu của con Thì con sung sướng vô cùng Tôi không trả lời Việc đó còn quá sớm Có lẽ bao giờ cũng là quá sớm Nhưng ít ra cũng là niềm an ủi cho tôi Có bạch ở gần ngay chiều tối nay thôi Khi mọi người đi cả rồi Tôi nằm ngã trên chiếc ghế dài và chàng ngồi gần tôi hút thuốc. Cảnh yên lặng làm tôi dễ chịu. Suýt nữa tôi nói với chàng về Diên Tôn về ngôi nhà ở Bắc Kinh Về đời sống của tôi Tôi nghĩ đến những điều này Khi gió chiều thổi xào xạc trong rận thông Và bóng đêm dần dần che phủ núi non Tôi nghĩ cả đến Lê Ni Đến ngày sinh đẻ của tôi Nghĩ đến cả Mai Lan Mà đứa con có lẽ đã ra đời vào hôm nay Nhưng tôi muốn im lặng Và sự im lặng đối với tôi Lại êm dịu hơn lời nói Sau cùng Bạch đứng dậy từ biệt Cũng không hề biết cuộc đời Và mối tình yêu đương của tôi và tôi bảo chàng xin cảm ơn ông ông bạch từ nay ông là người bạn thân thiết duy nhất của tôi chàng nắm tay tôi một lúc lâu rồi nói trong lúc này tôi xin ưng thuận chàng để tay tôi lên má chàng rồi đi không nói lời nào tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi nhiều và một mình leo lên gác ngủ ngày tháng trôi qua và đã đến lúc chờ đợi Mary và Lenny về nghỉ vào mùa hạ. Tôi nhận thêm được lá thư nữa ở Bắc Kinh. Mai Lan viết cho tôi. Bộ phận em phải báo tin cho chị biết em đã sinh được một cháu trai. Nó giống cha nó như hệt. Da nó trắng, tóc tơ đen, mềm mại. Tát nó lớn lao. Và mẹ em nói sau này chắc nó cao lớn. Em lấy làm lạ sao có đứa con như vậy? Cả hai người Mẹ em và em sẽ tận tâm nuôi dạy nó Vì tình yêu của cha nó và của chị Tôi có lý gì nghĩ về con nàng Nhưng ý nghĩ lại đến với tôi Là đứa bé này là em cùng cha khác mẹ với Lenny Một ngày kia có thể chúng sẽ gặp nhau Khó dò thay con đường tạo vật tạo ra Và của người đời nữa Còn ai thấu hiểu được những con đường này Giữa các trận chiến tranh Và cơn phẫn nộ lớn lao của nhân loại Và tình yêu dù được chia sẻ hay bị ruồng bỏ vẫn lưu truyền lại công trình bí mật và liên kết chúng ta bằng sợi dây quyết thống vì chính ông thân sinh của Diên Tôn là người mở đầu chắc ông phải rõ điều này khi thiếu nữ Mỹ người yêu của ông không chịu đi theo ông đi Bắc Kinh ông đã biếm nhục tình yêu ông giả dạng hưởng hờ và kết hôn với một người đàn bà mà ông không yêu còn nàng yêu ông và đã sinh hạ một người con trai Người con trai đó tôi yêu với tất cả tâm trí từ lúc tôi trông thấy chàng. Tôi theo chàng đến Bắc Kinh, vào thành phố của chàng. Tôi đã nhìn nhận là thành phố của tôi. Người ta đã xua đuổi tôi xa nơi đó và buộc lòng phải sống cô đơn, xa cách mãi mãi người tôi yêu. Và đây, hai cháu trai của nội lại ra đời, cả hai đều là quý thống của ông, cách biệt nhau bởi cả một đại dương, nhưng ông là mối dây ràng buộc chúng. Một ngày kia, chắc chúng sẽ rõ điều này. Ông nghĩ sao về câu chuyện hy hữu này, cả lúc ông đang yên nghỉ một mình trên đỉnh non dưới bóng thông già. Dạ? Lời bạc Những ngày cuối đời, Fern Buck sống với người chồng thứ hai, Richard Walsh, cùng với 150 trẻ em đủ màu da do chính bà đem về giáo dưỡng trong một trang trại ở Pennsylvania, Mỹ. Đó là thời kỳ đã giả từ chồng trước bà dắt con trai trở lại nước Mỹ khi cuộc chiến ở Hoa Lục kết thúc. Cả hai từng dùng dãy cố thoát khỏi kịch cảnh thời thế vẫn chỉ là hư không. Song mối tình dị chủng vẫn phải chia lìa, không làm tiêu tan ý chí đoàn tụ rất keo sơn bất diệt của họ. Càng xa nhau thì sợi dây vô hình càng thắt chặt bấy nhiêu, cho đến khi nhận được hung tin từ người vợ kế của chồng, báo tin viên đạn đồng đã kết liễu đời chàng sự đau đớn tột cùng đã đẩy tác giả viết một thiên sử não nụ về cuộc tình hôn nhân dị chủng của chính tác giả và Fern hóa thần qua nhân vật mang tên Ellie. Thuật lại một thời, đoạn sống của một người chồng nửa Á-Âu mang quốc tịch Trung Hoa, có vợ là người Mỹ trăm phần trăm. Tự sự kể của tình từng sống thật say đắm, tha thiết, nồng ấm bằng giọng văn lạnh lùng, quyến rũ, ngọt ngào, thương cảm lạ lùng và làm xúc động hàng triệu độc giả trên thế giới hết chuyện